cặp loa 900C thì các bác biết rồi, nó là một dòng loa nổi tiếng của dòng loa lằm, và nó là mệnh danh là vua cao kê của loa lằm. Đấy, và nó cũng là mã mắc tiền nhất. Thì đối với sản phẩm bên em thì em cũng chia sẻ với bác là đây là cặp loa tuyển chọn. Thì nó zin từ những cái căng này, zin từ những cái tem này, và thùng là xịn này, và đương nhiên hàng bãi không thể tránh khỏi những cái vết xước nhỏ là điều đương nhiên các bác nhá. Hàng bãi mà, thùng không vỡ. Đấy các bạn, nó đẹp, lưới căng ấy là zin các bác nhá. Còn những cái vết mà nó nhỏ nhỏ xíu xíu này là phải có các bác nhá. Đấy các bạn, còn loa thì là bao zin, bao đẹp, bao xịn các bác nhá. Đấy, từ gân của 900C này thì các bác đánh thoải mái nhá, không lo gì phải thay gân, đẹp xịn, không được lai căng. Bác khách ở Hạ Long, Quảng Ninh đã chuyển đủ tiền cho em lấy cặp loa này và con đẩy Audio Center. Đấy, mã công suất lớn. Vâng, cảm ơn bác khách đã chuyển đủ tiền và em test để trả đơn các bác nhá. Đấy, rất là chất lượng, hàng zin xịn các bác ạ, nguyên chất. Chứ còn em bán em chia sẻ luôn, tất cả những cái căng khi đã bằng vải là phải có những vết nhỏ nhỏ, bên em đã spa một chút để cho các bác trông rất thẩm mỹ đẹp. Đấy, còn nếu mà nó bị rách toạc ra thì những cái đó thì nó là rất xấu, thì phải người ta đa phần người ta thay cái vải này, nhưng em để nguyên vì cái chất xịn nha các bác nhá. Để nguyên tất cả những loa em nhập là em để nguyên cái vải của nó. Đấy, còn đương nhiên nó phải có những vết nhỏ nhỏ xíu thôi, không thể là biết, nhìn kỹ mới biết thôi. Đấy, quan điểm em nói rất là rõ các bác nhá, hàng chất lượng, zin xịn, từ bát tép, đấy, từ những con ốc không được lai căng. Và giá thì em báo các bác những hàng tuyển như này 11.200.000 thì em sẽ bán trên các bác là 11.000.000 đồng. Còn những cặp loa mà nó lỗi, nó xấu, có vấn đề thì có thể rẻ đi một vài triệu là chuyện bình thường các bạn. Còn bên em buổi sáng ngày hôm nay sẽ đóng hàng trả đơn các bác những cặp loa Audio Center này, những chiếc đẩy, những quả súp này, những quả súp hơi này của Audio Center cũng đã đóng và để trả đơn các bác. Những loa 3G, những cặp loa Audio Center PS 10+, 12+. Vâng, cảm ơn các bác và anh em trên mọi miền đã quan tâm và ủng hộ Ngọc Quang. Buổi sáng sớm ngày hôm nay em sẽ tranh thủ đóng và trả đơn các bác. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.